tác phẩm Thập Xác Quán Tác giả Yukiku Ayashuchi Dịch giả Ngô Thị Vân Chương 3 Ngày thứ hai Đảo Phần 1 Cô vừa chập mắt rồi lại tỉnh giấc Mãi 2 giờ sáng họ mới về phòng ngủ Cô lên giường ngay Nhưng vẫn thao thức mãi Cô mở mắt nhìn chầm chầm vào bóng tối Thấp thỏm không yên Những chuyện không vui xảy ra ban ngày Vẫn chập chờn đeo bám Không sao xua đi được Ellery, Van, Poer, Azatha, Rose, Carr Sáu người này cô không hề ghét Trái lại, cô tương đối có thiện cảm với các thành viên của hội, thậm chí là cả Carl. Thực ra, cô ghét chính mình khi ở bên họ. Thường ngày, dù gặp chuyện buồn phiền đến đâu, hãy về đến nhà là cô cảm thấy được giải tỏa. Chỉ cần trốn trong căn phòng thân thuộc, chìm vào thế giới mộng mơ của riêng mình, cô có thể tưởng tượng mọi điều cô muốn. Bạn thân đúng nghĩa, người yêu lý tưởng và cả những người tôn sùng cô, nơi cô trở thành nữ sinh hấp dẫn. Nhưng đây là lần đầu tiên cô đặt chân lên hòn đảo này vào biệt quán ở trong căn phòng này. Dù đang ở một mình, giờ cô vẫn không khỏi cảm thấy bức rứt lo âu. Cảm thấy hối hận, nếu sớm biết thế này thì cô không nên đến đây. Chuyến đi này có ý nghĩa đặc biệt với cô. Thập giác quán trên giác đảo, những người kia có nhận thức được không? Cô biết rất rõ, đây là nhà của cô gái đã chết do sự sơ suất của chính họ nakamura chiori là người bạn duy nhất mà cô có thể rộng mở cõi lòng cùng học một ngành cùng khóa cùng tuổi lần đầu gặp nhau ở lớp học cô đã nhận ra chiori là tri kỷ của mình chiori cũng có cảm giác đó hai người rất hợp tính nhau và thường xuyên sang phòng nhau nói đủ thứ chuyện trên đời dưới biển cha tớ là một người kỳ quặc ông sống trên một hòn đảo xa xôi tên là giác đảo có lần Chiuri kể và còn dặn thêm, Tôi không muốn người khác biết chuyện này. Chiuri đã chết, cô mấy người bọn cô thì đến đây, nơi Chiuri sinh ra và cha mẹ cô ấy qua đời. Đây không phải là một sự xâm phạm, mình đang thể hiện lòng thành kính." Cô tiếp tục tự nhủ, "Cô nghĩ một mình mình biết chuyện này là đủ và không định nói với mấy người kia. Cô hy vọng có thể một mình tưởng niệm cái chết của Chiuri, an ủi linh hồn Chiuri. Nhưng cô có tư cách gì đây? Phải chăng chỉ là thối tự phụ mà thôi? Bỗng dưng đùng đùng đi đến đảo này mà không phải là coi thường người đã khuất ư? Những bằng khoan ấy theo cô vào giấc ngủ chập chờn. Cơn mưa nói tiếp cơn mưa, hiện thực và mộng tưởng đang xen. Cảnh vật như những khoảnh khắc cắt ra từ cuốn phim của ngày hôm qua khi cô lần đầu đặt chân đến đảo. Đó là lý do cô vừa chợp mắt đã tỉnh lại ngay. Ánh sáng mờ mờ hắt qua những nang cửa chớp, cô nhìn quanh phòng, băn khoăn không biết là thật hay là mơ. Sàn trải thảm xanh, giường kê bên trái cửa sổ, bên phải là bàn, tủ áo và tấm gương. Rosie từ từ ngồi dậy, xuống giường, mở cửa sổ. Không khí bên ngoài xe lạnh, trời trong và ít mây tiếng sóng biển dạt dào bình yên. Cô nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đặt cạnh gói. Đã 8 giờ, giờ thì chắc chắn là trời sáng thật rồi. Orsi đóng cửa sổ lại và thay quần áo. Vai ngắn đen và áo tròn trắng cùng chiếc áo len dài tay hòa tiết quả trám. Như mọi khi, cô chỉ đứt qua gương. Cô không thích đối diện với hình ảnh của chính mình. Orsi lấy túi đồ vệ sinh cá nhân và bước ra khỏi phòng có vẻ như mọi người đều chưa dậy, đại sảnh thập giác lặng ngắt như tờ, khác hẳn cảnh tượng huyên náo tối qua. Nhưng trên chiếc bàn thập giác đã được thu dọn sạch sẽ, cô phát hiện ra một vật mà hôm qua hoàn toàn không có ở đó. Nó lấp lánh, phản chiếu ánh sáng hắt xuống từ giếng trời. Cô ngạc nhiên bước tới bên bàn, ngay khi nhận ra đó là gì, cô há hốc miệng, đóng băng ngay trong khoảnh khắc. Cái gì đây? Cô đưa tay về phía bàn Rồi lập tức sụp lại Sợ tái mặt Quên cả vệ sinh cá nhân Cô chạy thẳng vào phòng của Ajatha. Chương 2 Đảo Phần 2 Nạn nhân thứ nhất Nạn nhân thứ hai nạn nhân thứ ba nạn nhân thứ tư nạn nhân cuối cùng thám tử hung thủ bảy hàng chữ đỏ được viết lần lượt trên bảy miếng nhựa trắng đục dài 15 cm dày 5 cm trò đùa gì thế này Ellery ngạc nhiên chớp mắt rồi mỉm cười chỉ có hai cô gái đeo quần áo chỉnh tề con cánh con trai sau khi bị Ellery gọi dậy đều vẫn mặc đồ ngủ và khoác tạm chiếc áo rồi chạy ra. Đùa hay là thật đấy? Ai làm trò này thế? Ellery hỏi mọi người. Không phải chính anh sao, Ellery? Không phải tôi, Li Rau ạ, hoặc là Asha Không phải tôi. Tôi đâu dính dáng gì đến chuyện này. Asha lừa mắt là cậu phải không van tôi cũng không biết gì hết van soi mí mắt sưng vụ lắc đầu Ajata phát hiện ra không orsi là người nhìn thấy trước tiên nhưng đâu thể là orsi được tôi có biết gì đâu orsi quay mặt né tránh ánh mắt mọi người đổ dồn về nhân vật còn lại Xin tuyên bố luôn Tôi cũng không biết tí gì về chuyện này Vậy thì là ai? Ellery nhúng vai Đùa thì cũng nên có chừng mực thôi chứ Không ai nói gì Mọi người nhìn nhau Bầu không khí căng thẳng đến ngạt thở Ellery Poe lên tiếng Tôi nghĩ làm cái trọ khỉ này chỉ có thể là cậu hoặc là Ajata Đừng nói bừa Tôi đã nói rồi Không phải là tôi Cũng không phải tôi Anh đừng quá đáng như vậy Cái đại sảnh lại rơi vào im lặng Im lặng mãi dần khiến cho mọi người cảm thấy bất an Người nọ quan sát vẻ mặt người kia Hy vọng có ai đó bỗng phì cười Rồi lại đứng ra nhận tội Từng giây từng phút ngột ngạt trôi qua chỉ nghe tiếng sóng rì rào vọng vào. Tôi xin thề, không phải là tôi. Ellery nghiêm túc nói. Không ai chịu nhận thật à? Tôi hỏi lại lần nữa. van Tôi không biết. Anjata? Tôi nói rồi, không phải là tôi. Kha? Hừ, sao tôi biết được? Poe? Không biết. liro anh đùa gì thế? Orsi Orsi sợ hãi lắc đầu Không ai nói gì nữa Tiếng sóng biển vọng đến tay bảy con người Công hưởng với tâm trạng bối rối của họ Bất an càng lúc càng dâng cao Được Ellery lùa tay qua mái tóc Hung thủ Nếu có thể gọi như thế Chắc chắn là một trong số chúng ta Không một ai chịu nhận Chứng tỏ rằng có một hoặc là vài người ở đây có ý đồ khó lường. Ý đồ khó lường gì cơ? Ajata hỏi. Ellery lạnh lùng đáp. Làm sao mà tôi biết được? Có người đang đun nấu mưu ma trước quỷ gì đó. Ellery, đừng vòng vo tam quốc nữa. Kara nhét mép. Cứ nói trắng ra luôn đi. Đây là cảnh cáo giết người. Đừng cầm đèn chạy trước ô tô, Kara. Ellery lên giọng, lươm kha. Tôi hỏi lại lần nữa, không ai chịu nhận thật à? Mọi người đều nhìn nhau và lắc đầu. Được, Ellery gom bảy miếng nhựa, rồi cậu ngồi xuống một chiếc ghế. Mọi người cũng ngồi xuống đi. Ellery lấy lại nụ cười thường nhật và nhìn mọi người từ từ ngồi xuống. Muốn phiền Arata cậu pha chút cà phê được không? không vấn đề gì Agatha một mình đi vào bếp Ellery lần lượt nhìn năm người đang ngồi quanh bàn Rồi lại nhìn mấy miếng nhựa trắng trong tay Chẳng ai biết nên nói gì lúc này Một lát sau Agatha bước ra với khay đựng cà phê cho tất cả mọi người Ellery đón lấy một trong những chiếc cốc hình thập giác nóng hổi Nhấp một ngụm Ellery mặc chiếc áo len lục sẫm bên ngoài bộ đồ ngủ Cậu thọc tay vào túi áo nhìn khắp lượt mọi người. Trên đảo chỉ có 7 người chúng ta, nghĩa là chắc chắn một trong 7 người đã làm việc này. Nhưng ai cũng nói mình không biết gì hết, chứng tỏ có kẻ đang che giấu điều gì đó, hoặc là đặt nó ở đây vì lý do nào đấy. Mọi người cũng thấy rồi, đây là mấy mảnh nhựa dùng chất liệu màu đỏ, phía chữ kiểu rò thiết, Chẳng điểm nào giúp ta nhận diện được hung thủ nhưng uh, Ellery Lee Brown nói chữ nghệ thuật không phải ai cũng có thể viết phải luyện đến một trình độ nào đó thì mới làm được nếu thế thì Orgy đáng nghi nhất rồi Ellery tôi không có ý đó trong chúng ta người đã từng học vẽ và giỏi viết chữ nghệ thuật nhất là Orgy Orgy cậu có phản đối không không đúng, không phải là tôi Rất tiếc, câu trả lời này không đủ thuyết phục Nên làm lời phản đối Orsi áp hai tay vào đôi má đang ửng đỏ Rồi ngước mắt lên Hiện nay, anh có thể mua sách ở bất cứ đâu Cắt mấy ký tự ra, dùng làm khuôn Rồi tô màu vào Nói phải lắm Chỉ cần hơi biết vẽ là làm được hết Tôi Poirier và Van cũng có thể làm được. Ellery vẫn mỉm cười, uống cạn cốc cà phê. Thế còn những bản khắc này thì sao? Li Rose với tay, cầm một miếng nhựa lên. Các cạnh vẫn hơi ráp. Không phải các mảnh sẵn có, mà là dụng cưa hoặc là dụng cụ gì đó sáng thành. Có phải từng là miếng lót hay là gì đó không? Li Rose Hãng hung thủ đã lượn qua gian hàng tự chế ở siêu thị địa phương. Họ có đủ loại nhựa tắm các mạo. Ellery cầm lấy miếng nhựa từ tay Livro, xếp lại cùng những miếng khác như đang chơi các lá bài bằng một tay. Cứ tạm cất đi đã. Nói rồi cậu đi vào bếp. Sáu người còn lại đều nhìn theo. Cửa bếp mở nên những người còn lại có thể thấy cậu đứng trước tủ bếp. Mở một trong các căn kéo rồi đặt các miếng nhựa vào. Sau đó cậu lại quay ra vươn tay Bước đi ung dung như chú mèo sim Thế đấy Trong chúng ta thật là Cậu gian hai tay Cúi nhìn áo quần đang mặc Đằng nào thì cũng vậy rồi Chúng ta vào đánh răng rửa mặt Và thay quần áo đi vậy Rồi Ellery đi vào phòng mình Bầu không khí căng thẳng Ở đại sảnh cũng dần tan Sáu người đều thở dài Lục tục đứng dậy bốn nam sinh trở lại phòng mình. Orsi và Ajatha vẫn hoang mang bất an. Cả hai cùng đi vào phòng của Ajatha. Trước lúc trở về phòng, không ai thiết nhìn về phía ngăn kéo trưng bày miếng nhựa ấy. Hôm ấy là thứ năm, ngày 27 tháng 3. Họ bắt đầu ngày thứ hai trên đảo.